Các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game Bitigo heo con du hí nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận quà thân thủ của cái ví điện tử chính bay nha các bạn. Thì đầu tiên để nhận quà thì các bạn tiến hành vào cái Facebook của cái tựa game Bitigo, Facebook mà có 1,1 triệu lượt thích nha các bạn. Sau đó thì bạn nhấn vào kéo xuống, thì tại đây sẽ có một cái bài là tải chính bay nhận ngay quà thân thủ. Thì các bạn bước 1 thì các bạn nhấn vào cái link sự kiện đây, sau đó thì các bạn sẽ được mở ứng dụng quý chính bay và các bạn tiến hành chọn tham gia sự kiện và nhận code. Và bước 4 là các bạn copy mã code và tiến hành đổi code tại game nha các bạn. Các bạn lưu ý là thời gian kết thúc là vào ngày 31 tháng 12, và các bạn lưu ý là hoàn thành đủ các bước để nhận được quà, và mỗi tài khoản chỉ nhận được quà một lần thôi nha các bạn. Còn nếu có bất kỳ yêu cầu trợ giúp về chính bay, các bạn có thể liên hệ với Homebase để được hỗ trợ nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ nhấn vào cái link này. Nếu như các bạn nhấn không được thì bạn hãy copy cái link đó và các bạn vào cờ gom để nhận nha các bạn. Sau đó thì các bạn nhấn vào mở ứng dụng quý điện tử chính bay, thì các bạn đợi chút cho nó chạy nha các bạn. Đây là các bạn, nó sẽ hiện ra một cái như bạn thông báo như này là Bitigo hay con vũ khí chính bay tặng code tân thủ, giá trị code là 30 xuất phát và 2 triệu xu. Ưu đãi đặc biệt là tặng ngay voucher giảm 15% tối đa 30.000 đồng cho giao dịch nạp game tại mục giảm giá. Thì điều khoản và điều kiện là mỗi khách hàng chính bay chỉ nhận được một gift code trong suốt thời gian chương trình và số lượng có hạn, thì chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nha các bạn. Đó thì các bạn nhấn vào phần tham gia sự kiện. Nó để tham gia sự kiện thành công, bạn đã tham gia sự kiện thành công và nhận được phần thưởng từ sự kiện, xem phần thưởng hoặc sử dụng phần thưởng ngay nào. Các bạn nhấn vào phần xem ngay. Ở đây sẽ có cái gift code nha các bạn. Gift code là FU8BJQNK. Bạn có thể nhấn vào xem chi tiết là ở đây là 30 xuất sắc và 2 mờ su. Có hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 các bạn. Thì các bạn nhấn vào dấu đây để copy nó nha các bạn. Như vậy nó để chữ đã sao chép mã và số ghi là đã sao chép thành công. Sau đó thì các bạn quay trở về cái tựa game hồi nãy, tựa game Bitigo, và các bạn tiến hành nhấn vào dấu ba gạch, nhấn vào mã đổi quà và các bạn tiến hành nhập nó nha các bạn. Các bạn dán nó đây nha các bạn. Nếu như nó bị lỗi thì các bạn xóa đi hết, các bạn ghi lại bình thường là sẽ nhận được. Sau đó các bạn nhấn vào phần quy đổi. Nếu như bị lỗi này thì các bạn tiến hành xóa lại, xóa hết nha các bạn. Xóa hết, sau đó các bạn ghi lại. Này là FU8BJQNK. FU8BJQNK. Đây nha các bạn. Thì nếu bị lỗi vậy thì các bạn chỉ cần xóa ghi lại. FU8. À, lỗi bạn, mình viết nhầm 8. Chữ B này mới đúng nha các bạn, chữ B phở, chứ hồi nãy là mình viết chữ B bò. FU8BJQNK. Sau đó các bạn nhấn vào phần quy đổi. Đó các bạn, là sẽ nhận được xuất sắc và xu vàng nha các bạn. Tại vì nó phần copy code sau khi dán vào nó sẽ bị lỗi, nên là các bạn có thể thao tác nhập bằng tay thì nó sẽ không bị lỗi nha các bạn. Hiện tại thì lỗi đó ở bên phía nhà phát hành thì cũng đang sửa lại, nhưng mà khi nào xong thì nhà phát hành chưa thông báo nha các bạn. Thì các bạn có thể vào cái group Facebook để trao đổi code của bạn bè. Thì cái code này có giới hạn số lần nhập nha các bạn. Mặc dù giới hạn vậy nhưng mà một cái tài khoản có thể nhập nhiều lần, thì như khoảng 10 mấy lần á nhập á các bạn. Nên là gift code của mình các bạn nhập vẫn được nha các bạn. Ngoài ra thì còn có những cái gift code khác, các bạn có thể xem video trước của mình nha các bạn.